Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 125. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy từ dài cho đến đời đời. Vì cây gậy cả ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Israel. Chương 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giê-xu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những ché này. Thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bột câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành cả nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Chương 28. Cũng năm ấy, lúc Sê-đê-kia vua Giu-đa bắt đầu trị vì, tháng 5 về năm thứ 4, Hananiah con trai A-xua tiên tri ở Ga-ba-ôn nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã bẻ ách của vua Babylon. Trong 2 năm trọn, mọi khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã cất đi khỏi chỗ này và dời qua Babylon thì ta sẽ lại đem về trong nơi này.
Đức Giê-hô-va phán: Ta lại sẽ đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, và mọi người Giu-đa bị bắt làm phu tù qua Babylon cũng đều trở về trong nơi này nữa, vì ta sẽ bẻ ách của vua Babylon. Bây giờ tiên tri Giê-rê-mi đáp cùng tiên tri Hananiah trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự đang đứng trong nhà Đức Giê-hô-va. Tiên tri Giê-rê-mi nói rằng: Amen. Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm như vậy. Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm những lời ngươi đã nói tiên tri, đem những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va và hết thảy những kẻ phu tù từ Babylon trở về trong chốn này. Dầu vậy, hãy nghe lời tôi nói vào tai ngươi và vào tai cả dân sự rằng: Các tiên tri ở trước tôi và trước ngươi từ xưa đã nói tiên tri về giặc giả, tai vạ và ôn dịch cho nhiều xứ và các nước lớn. Nếu tiên tri nào báo sự bình yên mà lời mình được ứng nghiệm, thì sẽ biết tiên tri đó là thật bởi Đức Giê-hô-va sai đến. Tiên tri Hananiah bèn cất cái ách khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi và bẻ đi. Đoạn Hananiah nói trước mặt cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, trong 2 năm trọn, ta cũng sẽ bẻ cái ách của Nebuchadnezzar vua Babylon khỏi cổ mọi nước như vậy. Tiên tri Giê-rê-mi bèn đi. Sau khi tiên tri Hananiah đã cất cái ách khỏi cổ Giê-rê-mi, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi như vậy: Ngươi khá đi nói với Hananiah rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã bẻ ách bằng săn, song làm ách bằng sắt mà thế lại. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã để ách bằng sắt trên cổ mọi nước này, đặng chúng nó phải làm tôi Nebuchadnezzar vua Babylon. Vả, chúng nó phải làm tôi người, và ta đã ban các loài thú đồng cho người nữa. Đoạn tiên tri Giê-rê-mi nói với tiên tri Hananiah rằng: Hỡi Hananiah hãy nghe, Đức Giê-hô-va chưa hề sai ngươi, nhưng ngươi làm cho dân này trông cậy sự giả dối. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ dồn ngươi khỏi mặt đất. Năm nay ngươi sẽ chết vì đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. Cũng năm ấy tháng 7 thì tiên tri Hananiah chết. Chương 29. Này là lời thơ của tiên tri Giê-rê-mi từ thành Giê-ru-sa-lem gửi cho các trưởng lão hiện còn bị phu tù, cùng cho các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân mà vua Nebuchadnezzar đã bắt từ Giê-ru-sa-lem điệu về Babylon. Sau khi vua Giê-cô-nia, thái hậu, hoạn quan, các quan trưởng của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thợ nghề và thợ rèn đã đi khỏi Giê-ru-sa-lem rồi. Thơ này gửi bởi tay Ê-lê-a-sa, con trai Sa-phan, và Gê-ma-ria, con trai Hin-kia, là hai người mà Sê-đê-kia vua Giu-đa sai sang Babylon chầu Nebuchadnezzar vua Babylon. Thơ như sau này: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán cùng những kẻ mà ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Giê-ru-sa-lem qua Babylon như vậy: Hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái, hãy lấy vợ đẻ con trai và con gái, hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi. Cũng chớ nghe những điềm chiêm bao mà các ngươi thấy, vì chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó. Vả Đức Giê-hô-va phán như vậy: Khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta
và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Các ngươi nói rằng, Đức Giê-hô-va đã dấy lên các tiên tri cho chúng ta tại Babylon. Cho nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy về vua đang ngồi trên ngai David và dân cư thành này, cũng phán về anh em các ngươi là những kẻ không bị đem đi làm phu tù với các ngươi. Vậy, này là lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, ta sẽ sai gươm dao, đói kém và ôn dịch đến trên chúng nó, sẽ khiến chúng nó giống như những trái vả xấu xa này, xấu đến nỗi người ta không thể ăn được. Ta sẽ lấy gươm dao, đói kém và ôn dịch đuổi theo chúng nó, sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, làm sự rủa sả, gỡ lạ, chia cười, hổ nhuốc giữa mọi dân tộc mà ta đã đuổi chúng nó đến. Đức Giê-hô-va phán, đó là vì chúng nó không nghe lời ta, khi ta đã dậy sớm sai đầy tớ ta là các tiên tri lấy lời đó đến cùng chúng nó, nhưng các ngươi chẳng khứng nghe. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên hỡi các ngươi là những kẻ phu tù mà ta đã sai đi từ Jerusalem qua Babylon, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy về Ahab, con trai Cô-la-gia, và về Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh ta nói tiên tri giả dối. Này, ta sẽ phó chúng nó trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ giết chúng nó trước mắt các ngươi. Mọi người Giu-đa bị làm phu tù tại Babylon sẽ lấy hai người ấy làm câu nguyền rủa mà rằng, nguyền xin Đức Giê-hô-va làm cho ngươi cũng như Sê-đê-kia và A-háp mà vua Babylon đã quay trong lửa. Vì chúng nó đã làm sự dại dột trong Israel, đã phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình, và đã nhân danh ta rao truyền lời giả dối mà ta chưa hề khiến rao truyền. Đức Giê-hô-va phán, ta là đấng biết và làm chứng. Ngươi cũng khá nói về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ngươi đã lấy danh mình gửi thơ cho cả dân cư Jerusalem, cho Sophoni con trai Ma-a-sê-gia làm thầy tế lễ, và cho mọi thầy tế lễ rằng, Đức Giê-hô-va đã lập ngươi làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-gia-đa là thầy tế lễ, đặng có người coi sóc trong nhà Đức Giê-hô-va. Hễ người nào điên dại xưng mình là tiên tri thì bắt lấy cùm và gông lại. Vậy thì làm sao ngươi không trách Giê-rê-mi ở Anatot là người xưng mình là tiên tri cho các ngươi dường ấy? Và chính nó đã gửi lời đến Babylon nói cùng chúng ta rằng, sự bị phu tù còn lâu ngày, hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái. Thầy tế lễ Sophoni đã đọc thơ này vào tai tiên tri Giê-rê-mi. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng, hãy sai nói điều này cho mọi kẻ bị phu tù rằng, Đức Giê-hô-va phán về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam như vậy, vì Sê-ma-gia đã nói tiên tri cho các ngươi mà ta chưa hề sai nó, và nó đã làm cho các ngươi nhờ cậy sự giả dối. Nên Đức Giê-hô-va phán như vậy, này, ta sẽ phạt Sê-ma-gia người Nê-hê-lam và dòng dõi nó nữa. Về dòng nó sẽ chẳng còn có ai được còn ở giữa dân này, chính mình nó cũng sẽ chẳng thấy sự lành ta sẽ làm cho dân ta, vì nó đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài.
Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.